cho phe cách mạng phải rút khỏi các thành thị sau khi bị tổn thất nhân mạng nặng nề. Không đạt được mục tiêu quân sự, lực lượng miền Bắc tuy vậy đã giành được thắng lợi tâm lý và chính trị mang tính quyết định cho cuộc chiến. Từ đó trở đi, phong trào phản chiến lên cao tại Hoa Kỳ và dư luận Mỹ không còn tin tưởng vào khả năng chiến thắng. Đó là ý kiến của một nhân chứng là Đại tá Bùi Tín, cựu phó tổng biên tập báo Nhân dân. Bảo Thạch đặt câu hỏi. Thì chúng tôi rất vui mừng được tiếp chuyện với Đại tá Bùi Tín. Thưa ông, trước khi đề cập đến những cái ý nghĩa của cái sự kiện xảy ra cách đây 40 năm là sự cố Tết Mậu Thân, một cuộc tổng nổi dậy của các lực lượng cộng sản lúc đó tấn công vào các thành thị miền Nam. Xin được hỏi ông đầu tiên hết là vào Tết Mậu Thân cách nay 40 năm thì ông đang ở đâu và lúc đó ông làm gì ạ? Vâng, tôi còn nhớ lại thì lúc bây giờ là tôi ở báo Quân đội Nhân dân. Tôi làm cái chức vụ lúc ấy là phó tổng biên tập và đặc trách về vấn đề thời sự, chuyên theo dõi cái tình hình mặt trận ở miền Nam cũng như là tình hình chiến đấu ở miền Bắc chống cái chiến tranh bằng không quân của Mỹ. Và như vậy là chắc chắn ông đã theo dõi rất là sát sao những gì xảy ra trong Tết Mậu Thân. Phải chăng trong cái dịp đó như vậy là lực lượng miền Bắc đã huy động đến khoảng 70.000 người, có đúng không ạ? Vâng, có lẽ con số ấy cũng là thích hợp đấy. Bởi vì theo con số tổng kết sau này đó, thì phía Quân đội Nhân dân đã huy động ở miền Nam tham gia vào cuộc chiến này là đến 27.000 quân tất cả. Vậy thì như vậy vào lúc xảy ra Tết Mậu Thân thì cái ý định của các lãnh đạo Hà Nội là như thế nào? Phải chăng có một cái cuộc tổng nổi dậy và họ chờ đợi nhân dân cũng ủng hộ những cái lực lượng miền Bắc lúc đó? Dạ vâng, cái ý định chiến lược tức là tổng tiến công và tổng nổi dậy và đi đến cái đích cuối cùng tức là tổng khởi nghĩa, và cái ý đồ cao nhất tức là giải phóng toàn miền Nam trong cái thời kỳ ấy. Vâng, vậy thì nếu mà căn cứ trên cái ý định đó thì ông đánh giá 40 năm sau về cái ý nghĩa cái sự kiện này nó như thế nào trên cái mặt mà quân sự cũng như cái mặt gọi là chính trị và tâm lý ở đây? Về cái ý định ban đầu của Bộ Tổng Tư lệnh hay là của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản lúc bấy giờ đó thì nhìn lại càng ngày càng rõ, tức là cái mục tiêu lại không đạt được theo như ý định. Thế nhưng mà lại họ lại đạt được những cái điều cao hơn ở ngoài mục tiêu của họ. Hay cái điều đó mới là cái điều mà sau 40 năm thì tôi mới tự khám phá ra cái điều đó. Tức là cái ý định của họ đầu tiên là tiêu diệt thật nhiều cái lực lượng của địch. Nhưng mà để đi đến cái mục đích chính trị là nhân dân toàn miền Nam sẽ nổi dậy và tổng khởi nghĩa để giành lại chính quyền và giải phóng cả nước lúc bấy giờ. Thế thì đứng về mặt gọi là mục tiêu quân sự để tiêu diệt nhiều lực lượng Mỹ và lực lượng của quân đội miền Nam lúc bấy giờ đó, thì phải nói thật là cái mục tiêu đó là không đạt được. Không đạt được tức là bởi vì cái tiêu diệt không nhiều lắm và cái mục tiêu nổi dậy lại càng không đạt được. Thế nhưng mà cái điều mà không có ý định đạt tức là đánh vào cái hậu phương của Mỹ, đánh vào cái ý chí chiến tranh của Mỹ, đánh vào cái ý chí tiếp tục chiến tranh của Quốc hội Mỹ là cái cơ quan cầm quyền cao nhất của Mỹ đó. Thì lúc đầu họ không đặt ra cái mục tiêu đến như thế. Cái mục tiêu quân sự không đạt, thế nhưng mà họ lại đạt được cái cao hơn, tức là họ lại làm cho cái tinh thần chiến bại ở hậu phương Mỹ càng ngày càng lan rộng, từ trong các cái lực lượng sinh viên, lực lượng học sinh, rồi đến các cái giới báo chí, thế rồi đến giới trí thức, thế và rồi nó lan đến giới quân sự, cho nên bỏ ngũ của Mỹ để chạy sang Canada cũng rất nhiều. Thế và cái phong trào phản chiến lên rất mạnh ở Mỹ là cái điều mà miền Bắc là không ngờ đến cái độ như thế. Và đến cái độ sau đó đó là những năm sau thì nó lại lấn vào đến tận Quốc hội Mỹ để đi đến là chính phủ Mỹ phải quyết định cái gọi là rút hết quân Mỹ về nước và thực hiện cái gọi là Việt Nam hóa chiến tranh. Thế thì khi đã thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh thì Bộ Tư lệnh ở miền Bắc và Bộ Chính trị thì đinh ninh là sẽ nắm chắc phần thắng rồi.
nhất là từ cái năm 71, 72 sau cái Lam Sơn 719 trở đi. Thưa ông, như vậy xin được hỏi ông tiếp, cái giá phải trả quả là rất là đắt đỏ, nhưng bây giờ nhìn lại 40 năm sau người ta có thể ước định được con số tử vong trong hàng ngũ của lực lượng miền Bắc lúc xảy ra cái Mậu Thân là bao nhiêu hay không ạ? Về phía Việt Nam đó, thì tôi có được con số của Bộ Tổng Tham mưu lúc bây giờ. Thì cái con số đấy là như thế này, là có 111.306 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang ở miền Nam đã hy sinh và bị thương. Trong đó, đó thì có 44.824 đã chết và 61.267 người đã bị thương. Thưa ông, có một sự kiện rất đau lòng ở trong cái sự cố Tết Mậu Thân, đó là các mồ chôn tập thể tại miền Trung Việt Nam gần cố đô Huế. Sau khi các lực lượng cộng sản đã rút khỏi Huế thì một số người, trong đó có rất nhiều người là thường dân, bị bắt mang theo, sau đó đã bị hành quyết tập thể. Thì xin hỏi ông rằng các vụ tàn sát này có đúng là do lực lượng miền Bắc lúc đó gây ra hay không, và theo ý ông thì tại sao ạ? Tôi cũng đã chú ý đến vấn đề này từ khi tôi sang đây và được nhiều anh em ở quân đội miền Nam cũ nói lại, là quả thật là có những cái cuộc tàn sát rất là rộng, rất là lớn, và ở miền Bắc lúc bây giờ đã cố tình che giấu. Thì lúc bây giờ thì chỉ biết rằng là đã có một số cuộc thảm sát trong khi rút lui, và cũng tôi chỉ biết loáng thoáng là cái cuộc thảm sát lên đến hàng mấy nghìn. Lúc bây giờ mấy nghìn thì tôi đã cho là to lắm rồi. Và trước khi tôi sang đây đó thì tôi đã biết là ông Trung tướng là Trần Văn Quang, lúc bây giờ là tư lệnh của Bộ Tư lệnh của Huế Trị Thiên đó, tiến công ở Huế đó, và tôi cũng quen rất là gần gũi với ông Quang. Thế thì ông Quang đã bị khiển trách về cái vụ đó, nhưng mà không có cái biện pháp kỷ luật nào đối với ông ta. Chỉ có khiển trách là để cho quân lính ở bên dưới là có những cuộc tàn sát và ảnh hưởng đến cái dư luận thế giới với dư luận ở miền Nam đến như thế. Hiện nay thì có mấy cái là cái số thảm sát lên đến đâu. Thì hiện nay có người nói là lên đến 7.000, 6.000. Cũng có người nói là lên đến hơn 10.000. Thế thì con số này cũng chưa có ai có thể thống kê được đầy đủ. Trong tập hồi ký Mây Mù Thế Kỷ thì bản thân ông đã ước định khoảng độ chừng tối đa là 5-6 ngàn, có đúng không ạ? Đúng đấy. Lúc bây giờ tôi viết thì tôi nghĩ là 5-6 ngàn cũng đã là lớn lắm rồi. Nhưng mà cũng có những ý kiến cho là sự thật là nhiều hơn nữa, bởi vì là có những khu vực mà riêng ở Khe Mài mà anh em ở miền Nam nói đó là đã có lên đến là hơn 2.000 xác rồi. Thế thì những cái chuyện đó là chuyện rất lớn. Thế nhưng mà tôi có thể nói như thế này, là không có cái chủ trương từ bên trên là tàn sát, mà cái nguyên nhân của cái tàn sát nó là ở những cái yếu tố như thế này. Chúng ta đều biết là quân đội nhân dân đã chiếm Huế Trị Thiên đến 25 ngày. Họ bắt giam, họ giải tù đi theo cái cơ động là đi đến đâu thì phải giải tù theo đi đến đấy. Thế nhưng mà đến khi quân Mỹ đã phản kích lại đó, rồi cho bắn không biết bao nhiêu là pháo ở dưới biển lên, rồi đổ bộ của thủy quân lục chiến Mỹ, rồi đánh vào thành Huế, đánh vào nội thành, thì lúc bấy giờ là quân đội nhân dân là chỉ cầm cự được có 4 ngày rồi thì là rút lui, mà rút lui trong cái hoảng hốt. Thế mà khi rút dần thì lại có nghiêm lệnh là thế này, phải giải những tù binh nguy hiểm đi theo. Thế thì những cái người mà chỉ huy cấp dưới đó, tôi nghĩ là cấp đại đội, cấp tiểu đoàn, cho đến cả cấp trung đoàn đó, thì ở cái thế bí là không biết cách nào có thể giải quyết được. Cho nên là trong thế bí thì họ làm cái điều là vô kỷ luật, tức là thủ tiêu đi là đơn giản nhất. Cho nên là tôi nghĩ là cái việc tàn sát đó đã xảy ra theo cái điều như thế. Cảm ơn Đại tá Bùi Tín.